Hi, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mà uống một cái chữ bằng chân phục mắt, chữ Mika chân phục mắt. Đây là chữ Mika cắt bằng laser ha. Cái chữ này là nó sẽ có chân. Những cái chữ có chân á, thì làm cho cái chữ chính của một cái bảng hiệu thì chúng ta sẽ sử dụng bảng có chân. Còn những cái chữ mà không chân thì chúng ta sẽ đơn phương thì chúng ta sử dụng cho những cái chữ giống như công ty đồ đó. Còn cái tên chính thì chúng ta dùng cho chữ có chân. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ hướng dẫn giúp các bạn cách để mà uống một cái chân này bằng chữ phục mạch. Thì chuẩn bị, chúng ta dùng keo 5-2. Rồi, cái khò và que hàng đập để chúng ta sẽ dùng để uống. Cái này là chế, cách chế ra để đựng cái khò. Rồi, đây là cái dao. Dao chúng ta để dùng để cắt cái phần mà dư lại. Chúng ta bật khò lên. Giờ dặn nhẹ ra. Rồi, để đây. Nóng lên là chúng ta sẽ... Đây là phục mát, form. Chúng ta bắt đầu uống. Tới cạnh thì chúng ta dùng cái cây cái form là cái chất liệu dễ uống, nó mềm nên chúng ta dễ bo theo những cái góc cạnh đó. Dễ hơn, còn Mika thì nó khó uống hơn. Cái cạnh này chúng ta sẽ bo bẻ gốc thì cần phải dùng hơi lửa nó mới mềm được, dễ bẻ được. Chúng ta chuẩn bị 2-3 cây á, khi là cây này nó nguội thì chúng ta dùng cây khác thì nó nhanh hơn. Nhưng mà làm một cây thì nó lâu hơn. Chúng ta chích keo chích ít thôi, chích nhiều quá là nó bị chảy ra là nó không có dính được. Ừ.
Rồi cái phần dư ra chúng ta cắt đi là xong. Đây, đây là chữ nổi chúng ta đã uống xong. Đây. Chúc các bạn nhiều may mắn thành công. Bye bye.